Ôi đen trời mưa. No. Ô chết 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 chết. Ô. Đứa nào cho cái lò này? Ờ. Hình như thằng nóp 007 nó kể mình. Nung đất nó thành cây chết thì phải. À, được. Đến lúc sử dụng thôi. Yeah. Có hai ông già, một ông đang ngồi đây. Có ông chơi lầy, bu với ông còn lại. Yeah. Ok, và hãy xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình là Ender. Yeah, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm một cái lò nhá. Và ai sử dụng nó thì cái lò đấy nó sẽ bị phát nổ. Rồi, và nguyên liệu cần có chúng ta thì nó đều ở trên đây. Đó chính là một cái lò, một cái máy lọc đá đỏ, một cái máy so sánh đá đỏ, piston, một cái piston, một cái pha lê ender, obsidian và khối gỗ. Đấy thì những nguyên liệu này đều có thể kiếm được ở trong sinh tồn nhá. Đầu tiên các bạn cần đặt cho mình một cái lò ở đây. Đấy, rồi sau đó các bạn đào xuống. 1 2 3 4. Đấy, các bạn đào xuống 4 block nhá. Rồi các bạn đặt lên đây một cái obsidian. Các bạn phải đặt obsidian nhá thì các bạn mới có thể đặt được cái ender, cái pha lê ender nhá. Rồi sau đó các bạn lấp lại. Đấy, các bạn lấp lại nhá. Rồi. Rồi ok, bây giờ các bạn đặt ở đây cho mình một cái máy lọc đá đỏ. À, một cái máy so sánh đá đỏ. Đấy, rồi các bạn đặt ở đây một cái rồi các bạn đặt ở đây một cái đá đỏ. Đập xuống đây. Đấy, các bạn đào xuống dưới đây nhá, nối với lại cái phần đây. Rồi các bạn đặt ở đây một cái máy lọc đá đỏ. Rồi các bạn đào dây ra. Đấy, các bạn nối như vậy. Đó. À thì mình quên nói với các bạn, thì cái piston này các bạn cần phải hạ xuống một tí. Đây, các bạn hãy đặt ở đây. Ở đây nhá. Đó. Đây, các bạn đặt đúng vị trí này. Oh shit, không được ạ. Các bạn phải cố gắng làm sao cho nó... Các bạn phải cố gắng làm sao đấy, đặt cho nó quay về cái hướng này, cái hướng của cái pha lê ender nhá. Để mà khi nó được kích hoạt đấy thì nó sẽ đập vào cái pha lê ender và gây nổ. Đó, các bạn nhìn nhá. Đây, các bạn hãy đặt thật cẩn thận vào. Đó, làm sao cho nó quay vào như thế này nhá. Rồi các bạn nối dây vào. Đó, rồi ok, xong rồi. Và một cái điều mà chắc chắn các bạn không nên làm, đó là các bạn đừng có chạm vào cái này nhá. Các bạn đừng có chạm vào nó, không là banh xác đấy. Đấy, rồi các bạn đào xuống đây như vậy. Rồi các bạn nối dây vào nhá. Đó, ok, xong rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể là lấp lại. Đấy, các bạn có thể lấp lại, giấu nó sau một bức tường nhá. Đó. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lấp cả bên dưới này luôn. Rồi, ok. Đấy, các bạn hãy lấp lại như vậy. Đấy. Ok, xong. Bây giờ các bạn hãy thử bỏ một cái item bất kỳ vào trong cái lò này nhá. Đây, ok, bây giờ các bạn hãy thử nè. Này, bỏ vào. Đó. Các bạn hãy đặt thật nhiều quả. Các bạn hãy đặt thật nhiều cái quả pha lê ender. Hoặc là các bạn hãy đặt thật nhiều TNT cũng được nhá. Thì khi mà thằng bạn của bạn sử dụng nó thì nó sẽ gây ra một cái lượng sát thương cao hơn rất là nhiều nhá. Và thời gian nổ thì gần như là ngay lập tức, nên thằng bạn của bạn sẽ không thể tránh được đâu. Ok, và nếu bạn thích video đấy, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được video nhất. Và cũng như là đồng của mình, ok. Bye bye. The down command. Yeah, yeah.